Ngoan. Đây. Chiu chiu. Ui, bay rồi các bạn ơi. Con này bay một phát nó giang nó. Nó chào hỏi bác chó hay sao này các bạn này ơi. Con này thì phân công làm bộ trưởng bộ ngoại giao được này. Mấy chân ớt chân giáo về đây cái mà bay ngay ra chuồng chó để hỏi thăm bác chó này ạ. Thôi dạng đây đi. Ờ được rồi, chào hỏi thế là được rồi. Còn con đầu đàn này thì là bộ trưởng bộ quốc phòng này. Đấy, thấy quả bén mảng đến cái là nó quay ra nó chiến đấu ngay. Được. Ghê chưa, nó nhảy khỏi cái lồng của nó luôn. Đấy, à, ơi, ghê chưa. Nào, nào qua có dám không. Đấy, thấy chưa. Ui dồi. Ờ, nào. Nào mồm to có dám không? Có dám chiến đấu không? Ờ. Hay chỉ to mồm? Ôi ôi. Trông nó kiểu xù xù người nó xòe xòe cánh nhìn hay không? Nào. À, chạy à, chạy à, to mồm à, chạy à. Nào. Ờ, Rock 3. Đói rồi à? Có vẻ là nó rất là đói rồi các bạn. Bây giờ mà mình mở cửa ra thì chắc là nó sẽ chạy theo chân mình luôn đấy. Để mình thử xem nhé. À, cầm đèn chạy trước ô tô không những chạy theo chân mà nó còn chạy trước luôn này các bạn này. Ờ, từ từ thôi. Ờ, từ từ. Nào đi mâm nào. Ấy. Nào đi mâm nào. Mình xin chào tất cả các bạn. Rất là vui khi các bạn đã ghé thăm kênh của mình. Hôm nay thì vừa mới được một ông anh có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc nuôi quạ chia sẻ cho một cái mẹo, đó chính là việc tập cho quạ ăn, tức là tập mổ ấy các bạn. Còn đây thì mình đã chuẩn bị một ít sâu để mà thử xem là cái cách mà ông anh dạy tập mổ thì nó có chuẩn hay là không. À. Đấy, to xác nhưng mà đói thì kêu quạ rõ to và mồm cứ há ngoác như thế này nhưng mà chưa biết mổ đâu. À, mổ rồi đấy các bạn ấy à, hiệu quả các bạn ạ ấy à. ông ấy bảo mình là khi mà tập cho quạ mổ thì cứ dơ đồ ăn lên trước mặt nó như này này, khua qua khua lại cho nó nhìn thấy như này này, rồi là mình không đút vào mồm mà mình thả xuống dưới như này này ấy à. Thế là nó sẽ tự mổ các bạn, mà đúng thật các bạn ơi, chứng tỏ là người có nhiều kinh nghiệm truyền lại thì uy tín các bạn là chuẩn các bạn ơi. Có bạn nào mà chưa biết cách cho quạ nó tầm mổ thì cũng áp dụng như thế nhé. Đấy, tiếp tục nhé. Dơ và thả xuống. Đấy, mổ luôn này các bạn này. Đấy. Chuẩn luôn các bạn ạ. Đấy, ok ok. Tiếp tục nha. Đây. Sâu rồng các bạn nhé. Đấy. Nào ra đây nè. Đói thì bảo gì chẳng nghe các bạn, đi đâu là chạy theo đấy luôn á. À. Mình nghĩ là cái cách dơ mồi trước mặt này rồi thả ra kiểu nó có vẻ hơi đều đều tí nhưng mà mình thấy là cực kỳ hiệu quả luôn đấy các bạn. Tiếp tục nha, tiếp tục nè. Ấy, mồi rồi đấy các bạn. Ấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ để cho nó tự mổ ăn các bạn nhé. À, vừa có lái xe gọi điện kêu mình ra để đón mấy em cú rồi các bạn, nên là bây giờ thì mình sẽ phải chạy ra để mình đón mấy em cú về nè, những thành viên mới. Mấy em cú thì nhìn ở trên video thì trông dễ thương lắm các bạn, cực kỳ dễ thương ấy, nhưng mà nhìn thực tế thì không biết thế nào. Bây giờ thì mình sẽ đi đón rồi về mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Và bây giờ thì chắc để an tâm thôi, chống cho nó bay nhảy lung tung thì cứ cho nó lên cái cầu này nè các bạn. Bữa trước thì mình thấy nó để nó trên cầu này thì nó ở trên này cả buổi, nó không có bay đi đâu đâu, nên là chắc là cũng không cần phải xích chân đâu. Bây giờ thì chạy đi để đón mấy em cú thôi các bạn ơi. Anh quạ mà có chạy nhảy lung tung đi đâu thì về con bảo bố nhé. Messi nhớ chưa, Messi ngoan, Messi trông chừng anh quạ cho bố nhá. Đó, hai anh em có quay sang mà nói chuyện với nhau, nói gì thì nói đi, tâm sự hàn huyên đi. Hôm nay thì mình sẽ phá lệ, thay vì mang về nhà thì mình sẽ mở luôn ở tại đây để xem là mấy em này nó có thực sự là dễ thương giống như là khi mình xem qua video không các bạn ạ. Để xem nào. À.
Hey, hello các em. Ui dồi ôi. Có tới 5 em cơ các bạn ạ. Wow. Ấy. 5 em cú các bạn ơi. Đó, bây giờ thì các bạn cũng đang xem qua video thì các bạn thấy các em nó có dễ thương không? Còn bản thân mình thì bây giờ đang nhìn trực tiếp và mình thấy thực sự là nó rất là dễ thương đấy các bạn. Dễ thương hơn cả khi mà xem qua video luôn. Ngoan nhé. Rồi bây giờ thì sẽ di chuyển về nhà để cho các em nó ăn rồi sẽ quan sát các em nó kỹ hơn nữa các bạn nhé. Ấy, ngoan nhé. Đi đường có mệt không? Ngoan. Đi phải cỡ nửa tiếng mà quạ nó vẫn còn đứng ở trên cầu kìa các bạn kìa. Ngoan, tưởng này bay hay là chạy đâu mất rồi. Vẫn đứng cầu ngon lành các bạn ạ. Mấy em cú ơi, ngoan xinh yêu đây rồi. Lên đây anh xem nào. Ui dồi ôi, lên đây xem nào. Nào út, à em này út nhất này các bạn này. Em này bé nhất này. Ấy, em này là bé nhất luôn. Em út đây rồi, bé nhất trong đàn đây rồi các bạn. Để nghỉ ngơi cái để cho khỏe khỏe để ăn nhá em mâm nhá. Rồi xin mời em thứ hai nào. Nó kêu cái kiểu gì nhỉ. Xin mời em thứ ba nào. Ấy dạ, chạy rồi. Xin mời em thứ tư nào. Có vẻ là hơi chật rồi. Một cái cầu này không đứng được 5 anh em rồi, 5 anh chị em rồi. Mình sẽ nhặt một ít sâu quy ra để cho mấy bé cú ăn. Đợt này thì có rất là nhiều bọ rồi, chuẩn bị là có rất là nhiều sâu mới rồi. Cho nên là đang tích cực cho các vật nuôi như là chim hay là rùa hay là bìm bịp hay là quạ nó ăn bớt bỏ cái lứa sâu này đi. Rồi, ngăn đây chắc là ổn rồi đấy các bạn. Vừa đi xe đi đường về thì chắc là cũng không nên cho ăn nhiều quá đâu. Chén rồi, chén rồi. Đây, lần lượt nào. Quạ nó thấy đang cho cú ăn nên là nó nhảy xuống cầu nó ra đây nó đòi ăn rồi các bạn. Nào, tiếp tục nào. Sâu quy này bé này không biết có mổ được không. Vẫn mổ được, vẫn mổ ngon lành. Giỏi. Tiếp tục nhé. Rồi, không hớt gì cả sao nó kêu đấy. Quay đây để mâm nào. Mất lượt, không ăn thì mất lượt. Bạn đã quay vô mất lượt. Em này sao mà quay đi đây. Có mâm không mà quay ra đây. Mâm nào. Đấy. Không biết là nó có ăn được, nó có nuốt được sâu rồng chưa nhỉ. Ăn sâu quy này thì lâu no lắm. Một con sâu rồng thì bằng 5-7 con sâu quy này luôn. Nào, út đâu, út ít đâu. Ngoan nhỉ. Đói cặp chân rồi này. Rồi. Ngoan. Đây. Ui, bay rồi các bạn ơi. Con này bay một phát nó giang nó. Nó chào hỏi bác chó hay sao này các bạn ơi. Con này thì phân công làm bộ trưởng bộ ngoại giao được này. Mới chân ớt chân giáo về đây cái mà bay ngay ra chuồng chó để hỏi thăm bác chó này. Thôi sang đây đi. Được rồi, chào hỏi thế là được rồi. Bộ trưởng bộ ngoại giao. Còn con đầu đàn này thì là bộ trưởng bộ quốc phòng này. Đấy, có thấy quạ bén mảng lên cái là nó quay ra nó chiến đấu ngay. Được. Không ghê không. Ghê không, nó thấy quạ lại gần, nó đang xù lông này, nó bảo vệ đấy, nó bảo vệ các em của nó đấy. Ấy. Cả lăng chưa? Không biết là anh hay chị nhưng mà rất có trách nhiệm nhé. Nó thấy quạ lại gần cái nó
nhảy ra khỏi cái lồng kia để nó gọi là dọa lại kẻ định xâm nhập. Ghê không? Bạn thấy hay không? Ấy. Ấy. Ờ. Ấy, các bạn thấy chưa? Ấy. Nó tặc tặc, nó vừa xù lông lên, nó vừa nói cái gì đó, nó ấy kết hợp võ mồm. Võ hủ kết hợp với võ mồm các bạn ơi. Ôi ông ơi, vợ hết ấm chén của tôi. Ôi. Ờ. Anh Tít và Bình với Ngô ở bên hàng xóm đi học về cái thấy mấy em cú thì chạy lại đòi cho ăn ngay các bạn ơi. Ấy. Và mình cũng vừa mới phải lấy thêm một cái lồng này nữa các bạn ạ. Tính là để nó ở trên cái lồng trần này này, nhưng mà vừa rồi thì thấy nó bay được ấy, cho nên là có vẻ là không ổn lắm, sợ là buổi tối nó lại cú nó hoạt động nhiều về đêm mà nó lại bay lung tung thì không biết đâu mà tìm, cho nên là chắc là tốt nhất là sẽ phải để chuyển nó vào trong lồng này thôi các bạn. Con lại thích ăn sâu hơn. Ờ, anh Tít phụ trách cho ăn để bố đi đón anh Minh nhá. Đấy, ăn rất là ngoan đấy. Thích bắt một con kia lên ở đây Binh. Cho ăn xong thì cho 5 em vào trong cái chuồng này nhá. Nó sợ lắm. Hả? Bắt nó. À, Messi, Messi. Ờ, Messi, ấy, Messi có bạn mới vui nhé. À, nó kêu, nó kêu hay không? Kêu hay không? Rồi, bây giờ thì mình sẽ để cho ba bạn nhỏ này chăm, tiếp tục cho năm bé cú kia ăn. Rồi mình sẽ chạy đi có việc các bạn ơi. Mình cũng xin chào và hẹn lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo nhé. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào.